xưa trường chi sống cô đơn lênh đênh với con đò giữa dòng sông sâu giữa dòng sông sâu cách qua nơi đây mấy kẻ hay cuộc đời anh nghệ sĩ dòng tiêu ngàn sầu ngày tháng thôi đi như vô tư ngờ đâu cũng cắm mì nương từng đêm nghe cung tiêu tha thiết canh thâu như rót vào tim bao nhiêu nỗi buồn vô bờ mì nương say mê ốm tương tư khi nào vắng con đò thấy đời bơ vơ thấy đời bơ vơ nhớ thương cùng tiêu nức nở kia từ dòng sông lạnh lẽo vọng lên lầu vàng vì quá thương con nên cha nương truyền cho quân lính tìm gặp trường chi trên sông kia đem đến bên cùng cho mắt mì nương trông thấy mặt người nàng thương lòng chỉ muốn gửi nỗi niềm riêng cho anh mây xa cho dần trăng sáng không ngờ khúc nhạc kia vọng đến cùng son khiến cho tiểu thơ buồn thảm dập đầu xin ơn trên tha thứ tội vô tình người đây là kẻ từng đêm trên sông sâu trôi khúc nhạc buồn dân tôi là kẻ nghèo nàn cô độc một con thuyền tôi vác giữa sông trăng chỉ có khúc tiêu sầu bầu bạn gửi gắm tâm tình cho bãi gió gần trăng đâu ngờ rằng tiên túc bi thương vang vọng đến nhà vàng làm não lòng người quê ca ca người biết không từ một đêm trăng ngậm mát tây lầu ta chợt nghe khúc tiêu sầu từ sông xa thoáng thoảng từ đêm đó gác ngọc nhà vàng như buồn quang vắng những điệu nhạc kêu xa chỉ làm cho ta thêm nhàm chán nhung lụa thước tha không làm ấm được thân nhà như gió chờ trăng từng đêm ta mong đợi tiếng tiêu sầu người có biết tại vì ai mà ta vào ngơ ra ngẩn tại vì ai mà nỗi u hoài len vào giấc mộng giữa đêm xuân dạ kẻ hèn này muôn vàng đắc tội ta không cho tìm đến nơi này để bắt tội người đâu hãy đến gần đấy ngước lên cho ta nhìn tan mặt cho lòng ta vơi bớt nỗi thương tư nhưng trường chi xấu xa hơn người hỡi mị nương ơi nên thương yêu bỗng thành mây khói biến tan đi rồi
thật xa đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Người đã giết hồn ta bằng tiếng tiêu sầu thê thiết, rồi giờ đây với gương mặt xấu xa kinh khiếp, người đã giết đi bao nhiêu mơ ước ở trong lòng. Thà đừng bao giờ gặp mặt để đêm đêm ta còn chờ đợi phút tiêu buồn, để ta còn giữ nguyên vẹn trong lòng những hình ảnh đẹp, để ta còn chờ đợi gặp người dù trong mộng mà thôi. Còn bây giờ người hãy đi đi. Dần tôi sẽ đi vào núi thẳm rừng sâu, che giấu gương mặt sâu xa kinh khiếp, để cho tiếng tiêu nào nùng thê thiết đêm đêm không còn vang vọng đến lầu vàng. Gương mặt của đường chi sâu xa kinh khiếp đã làm tan biến giấc mơ vàng trong lòng của mỹ nương. Từ đó đêm đêm nàng không còn chờ đợi tiếng tiêu buồn, và theo ngày tháng chuyện xưa dần quên làng. Còn trương chi này suốt đời không quên được, dù đã tìm vào núi thẳm rừng sâu, hỡi khúc tiêu sầu sao mi vang vọng đến lầu cao, sao mi dẫn đường cho ta đến cùng người ngốc. Mà không bụi xóa được gương mặt xấu xa kinh khiếp, để trọn đời ta ôm một mối hận lòng. Trương Chi ơi, xót xa cho người vợ mộng gì đâu. Anh quyên sinh xác nằm lây lấp trong chốn rừng sâu, mà không vùi chôn được cõi ô tình. Tuổi thân trương chi số vô duyên, tim anh chết đi rồi, kết thành ngọc châu, kết thành ngọc châu, biết tin đâu thương ấy mỹ nương, liền tìm viên ngọc quý tiền chung dùng trà. Nào có ai hay trong chung kia, hình trường chi bóng đỏ hiện lên như bao đêm xưa, đau xót cho ai thương tiếc tình duyên nên nát ngọc vì lễ giữ. Trăng lưu chưa bằng thương bằng à, chưa bằng thương bằng biệt về mô mà gợi sầu. Tìm hiểu như khách yêu quá, nhờ khùng phong lan xưa lần về ngõ trục, như cành nèn nhờ mùa xuân quay về xưa.
cô thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ quá khứ thuở nhiên cùng tung tăng đùa giỡn trước sân. Trường của làng quê đại ngày ôi lưu luyến vô cùng, vì nơi đó quay tâm hồn bé bóng nhà cần kề những kỷ niệm đã thấm sâu. Rồi lớn Sài Gòn theo trung học xa xôi, lòng dần gợi về quê hương ngọt ngào dòng sông Hậu. Gió chương về khơi dậy nhớ nhung, nhớ sớm sương mù của làng quê đại ngại. Rồi những năm sau đại ngại anh có trở về nơi ấy không? Có chứ. Có một mùa bài trường năm đó, tôi về quê thăm lại bạn hiền xưa. Những ngôi nhà xưa giờ đã thay đổi, chùa bàn tăng thương à ở biểu bạc đánh phương nào. Trả lời anh chỉ có sống trường giang vô nhịp rì rào. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sạch. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn lo lót tiền làm cảnh sát để được yên thân. Giờ gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng hiểu thì một bề hờ hững khiến cho lòng tôi tê phải tờ già băng. Ba viết cho bà hiệu trưởng ít chữ, xin cho con với chị Lan nghỉ học bữa nay đi ba. Con đây nghỉ học ba. Để làm gì? Dạ để lo hồ sơ xin việc làm ba à. Bỏ học xin việc làm mà việc gì ai cho bay làm chứ? Dạ con và chị Lan lo chạy đủ hồ sơ để bước ra đời kiếm sống, làm thông dịch viên ai thơ ký văn phòng. Đã mấy năm rồi đi học tiếng Anh thì bây giờ đây phải lấy lại bằng hiền. Thật gia đình mình sa sút đến hồi nguy kịch, nhưng ba nghĩ cũng phải đến lúc phục hồi để chúng ta gây dựng lại gia đình. Hai đứa bay học hành cũng chưa có tới đâu thì làm sao chống chọi với thói đời dư luận, mặc dù mình ăn theo thuở ở theo thì dư luận đâu có nuôi sống được mình. Trong khi ba hưu trí lâu rồi một mình má cũng khó sở xoay. Cái gì, cái gì mà cha con bay đem tao ra bà cãi? Chết đuối đến nơi nè, xe cây nó xúc hết rồi. Gì mà bà té rẹt chứa vô nhà bà la ó lên vậy hả? Ông còn biết cái gì ngoài cái chuyện ro ro. Nhỏ nhỏ vậy đó. Đó, ba thấy không? Điều này là má cục vốn rồi, gia đình này đã suy, bây giờ có nước sụp luôn chứ gượng gì nổi. Ba mày thì nằm chỏng cẳng tối ngày, còn tụi bay thì tiền trường, tiền sách, tiền quà, tiền cáp, tiền... Dạ, bởi vậy con mới... Thôi, thôi, đây nè, tao viết rồi đó. Mày muốn vậy thì cho vậy đi. Dạ, thưa ba con đi, thưa má con đi. Vậy hả? Cho vậy là sao? Hả? Bà làm tôi giật mình mà. Thì tụi nó thấy bà đầu tắt mặt tối, rồi tụi nó... Dữ hôn á, đi 8 lần 7 lượt mới gặp mặt chú già, thiệt là mới cắn hụt hơi. Bộ muốn giật luôn cả vuông lẫn lời. Đã 8-9 tháng mà nhắn cũng không qua, định lánh mặt luôn. Má tôi nói nội tuần này sẽ nhờ đến pháp luật, và kể từ giờ này đừng nghĩ nói đến việc xui gia, đừng mong có chuyện hôn nhân. Cô biết việc gì liên hệ giữa ba má cô với gia
đình của tôi. Xí, tính trừ nợ bằng cách gả con. Mấy người hốt quá thì lắm kế nhiều mưu mà. Kế tuy thâm độc nhưng mà đâu có được. Xúc phạm ba má tôi với lời lẽ mất dạy thì tôi không có nhịn mà. Không nhịn rồi mày làm gì tao? Cô đi ra khỏi nhà tôi. Trả nợ đi, khỏi đuổi người ta cũng không có. Đen, mày tới đây làm gì ở đây đây? Chưa bước vô nhà là đã nghe tiếng mèo ngóng ngóng rồi hả? Để nợ. Mày là con riêng của gì? Gia đình này mắc nợ là mắc nợ ba tao kìa. Mày không có quyền gì biết chưa? Nè, anh đừng có quên tôi là con của má tôi. Mà má tôi là vợ của ba anh. Ba anh chết rồi, người thừa kế là vợ ổng. Vợ ổng là má tôi. Và má tôi còn sống nên hiện thời anh chỉ là một người dư ngoại cuộc, không có quyền hạn gì cả. Mày dám làm mặt với tao hả? Đi về. Ông về. Ở đây đòi nợ, ở đây chửi vậy đó. Khốn nạn. Trời ơi, mày đánh tôi hen. Tại vì tao biết má tao cho mày coi. Dạ, hai bác cũng đừng buồn. Chuyện gì rồi để con thu xếp hết cho. Anh Tuấn. Em Lan. Chắc chúng mình không có dư nợ với nhau rồi anh à. Kìa, tại sao vậy Lan? Chúng mình yêu nhau đã được sự tác thành của đôi bên cha mẹ thì chẳng có mãnh lực nào ngăn trở chúng ta tiến trên con đường hạnh phúc. Nhưng em thì nghĩ khác. Em nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta phải tùy thuộc cha mẹ họ hàng. Nếu một đàn đã bị miệt khinh thì Lan bộ em không tin lòng dạ của anh sao hả? Nếu ông thân của cháu mà chưa thất lòng, bác tin cái việc này không có xảy ra. Vì đàn ông đã hứa là họ giữ lời, còn đàn bà thì lòng dạ đổi thay. Thế mở miệng ra là chê trách đàn bà, đàn ông như vậy xứng đáng lắm hay sao? Dạ, xin hai bác hãy yên tâm, cháu về lo thu xếp cho ổn thỏa. Bằng không cháu sẽ lo chạy hoàng lại cái đủ số cho dì cháu là mọi việc sẽ êm xuôi tất cả. Lan, em hãy tin anh. Dạ, thưa hai bác cháu về. Anh về nha Lan. Ông thấy nhục chưa? Gì nhục? Bao nhiêu cũng đốt, đốt cho hết, để bây giờ... Thôi, bà im đi. Cái gì cũng tại bà hết á. Tại tôi sao? Thôi má, má ba cằn nhằn nhau, đổ thừa cho nhau cũng không giải quyết được việc gì. Mà không khí trong gia đình nghèo túng vốn đã nặng nề khó thở, giờ đây phải buồn khổ thêm nhiều. Làm gì đây trước gia cảnh tiêu điều, nhìn trước sau nợ nần lấp ngõ, một mình má tây đột đông sông. Phận làm con không phép đứng trong cha mẹ già mỏi mòn tầng cao. Bươi vào năm mươi tháng gầy hao, kiểu trước cuộc sau mà nó vẫn ngập đầu. Chớ con nghĩ coi, một người làm bãi tám người ăn thì làm sao mà khỏi thiếu nợ. Thái chi ba mày nghĩ cách bớt. Bớt cái gì mà tình cảnh này bà không thấy tôi bớt thầu đến dở tay không nổi, dở chân không lên. Cha dở cái ống á thì nhỏ. Má, thôi má, ngày xưa ba lặn lội còng lưng bươn chải xoay tóc để nuôi mẹ con mình, giờ đấy tuổi già chồng chất thêm mang bệnh tật, mẹ con mình phải ra sức chu toàn bao bọc. Dù cho khổ sầu cực nhọc cũng chẳng nên nặng tiếng than vãn. Chú con cũng thấy má đã kiệt sức rồi. Con và em Huệ đành phải bỏ ngang đường học dân, sớm ra đời tiếp với má một tay hầu lo thanh toán nợ nần. Má cũng héo ruột héo gan khi nhìn các con sớm ra đời bươn chải, nhớ cảnh túng thiếu trong nhà mà lòng mà thêm tê tái. Thương làm sao đàn chim non bé bồng mới biết bài. Ê, thôi,
Thôi về tin sao được đây, về tin tao đi nằm. Ba má đợi con về sẽ có tiền ngay. Con đi nghe má. Con đi mau về nghe con. Ủa con này, tiền ở đâu mà nó nói có vẻ quả quyết sẵn sàng vậy cả? Má, chị Lan đi đâu mà vội vã vậy má? Chạy tiền trả nợ cho dì thằng Tuấn. Kìa anh Tuấn lại kìa. Anh Tuấn, anh biết việc đòi nợ của dì anh chưa? Biết rồi quẹ à. Sao anh không nói giùm với dì anh nán lại vài tháng để tôi với chị Lan đi làm trả cho? Nói rồi nhưng không ăn nhầm gì hết á. Dì ba anh đã chết rồi, quyền trong tay là của dì ấy. Anh sẽ nhờ luật sư cố gắng kết thúc sớm vụ tranh chấp gia tài để bán bớt cái sản nghiệp của anh mà trả cho dì. Nhưng nếu dì ghẻ của anh cản trở thì sao? Thà rằng anh cam chịu lỗi đạo với vong linh của người cha thương mến, còn hơn là để cho kẻ không có công sanh dưỡng mà trói buộc đời anh trong án mây mù. Vì của anh xem thường nhân nghĩa trọng chữ sang giàu, dù sao cũng là cái mẫu phận làm con. Anh không có quyền trách cứ bậc vong niên. Huệ ơi, người ta có thể sang đoạt tất cả cái di sản của ba anh, chớ buộc anh phải xa lang. Tức là họ cố tình xua anh ra trùng dương giữa hồi dậy sống. Vì sao má tôi thương mến anh và chấp nhận cuộc tình giữa anh và chị Lan tôi không? Lựa là em phải hỏi. Thâm tình giữa hai gia đình đã có từ khi chúng ta còn bé bỏng đó. Phải, ba má tôi thương anh không vì cái gia tài đồ sổ, mà vì anh có đức ý đồ hơn người. Tình hai họ thắt chặt lâu đời, nên không riêng gì chị Lan hay ba má, cả đến em cũng thầm cảm mến thương. Không phải nói ra đây để xúi anh lỗi đạo vì người gì cay nghiệt, nhưng nói để thấy rằng anh chỉ không thể tìm được hạnh phúc một bà mẹ chồng ghen ghét cái nàng dâu. Thôi con không nên nói nhiều như vậy. Tuấn, cháu đừng bận tâm đến nữa. Nợ của hai bác để hai bác lo. Dạ xin lỗi, có phải đây là nhà của bà Phán Hội hay không? À, có thơ và tiền của cô Lan gửi về cho bà nè. Đúng 100.000 đó, xin bà hãy đếm kỹ lại đi. Màng ơi, con nhỏ nó mận gì mà tiền vô nhắc cái vậy kìa. Thờ nó nói gì ở trong đó con? Dạ, để con xem. Chị Lan bảo đã nhận việc đi ra ngay Vũng Tàu, gửi 100.000 về cho má trả nợ cho người ta. Dạ, nhắn với anh Tuấn là đừng tìm chị nữa, hãy quên đi lời hứa hẹn của đôi bên. Ủa, sao lạ vậy cả? Thôi thôi, để tôi nói ra cho mọi người cùng hiểu nè. 100.000 kia là của ông chủ tôi trao đó. Còn khi mà một người đàn ông trao cho một cô gái số tiền to như vậy để làm chi thì chắc ai nấy tự hiểu rồi. Trời ơi, trời, con tôi nó... Má, má. Trời ơi, tại sao Lan lại làm như vậy nè trời? Anh Tuấn, má, tỉnh lại má, má ơi. Thấy trong người khỏe chưa?
cô mê man ba hôm nay rồi, mới tỉnh lại từ chiều hôm qua đó. Tôi nằm đây đã ba hôm rồi, và đây là... Là bệnh viện. Dường như cô gặp tai nạn tại cầu Bình Lợi. Cũng may có ông chỉ huy trưởng gian thuyền tình cờ qua đó, nhảy xuống sông với cô và đưa vào đây đó. Thế à, làm sao tôi nhắn lời cảm ơn ấy? Bữa nào cũng tới đây hết trơn á. Nè, tôi hỏi cô đừng giận, cô đừng chối nghe. Ổng nói cô là người yêu của ổng, phải không? Hả? Tôi là người yêu của ổng? À, cô có biết là ổng tên gì không cô? Người ấy chính là anh ruột của tôi, tên Lý Quốc Hùng. Quen nếp sống hào hoa, anh nói anh yêu cô từ thuở còn học ở nhà trường. Hỏi tôi đi học trên Đà Lạt nên không hân hạnh cùng cô giáp mặt. Tên Hùng tôi nghe cũng quen quen, nhưng mà tôi không nhớ là quen ở dịp nào. Có nhiều tên Hùng trong hàng bạn bè bằng hữu. Có lẽ cô nhớ đúng rồi, anh với cô ngồi cùng một lớp mà. Hay cô có nhiều người yêu nên anh tôi bị quên. Sao năm trớ trêu nông nỗi đầy còn có người đòi yêu. À, Lan, Lan đã bình phục rồi. Lan khỏe hẳn chưa? À, Hương à, em đi xuống câu lạc bộ mua cho anh chai nước suối nhé. Vâng, em biết điều mà, cần gì đuổi khéo. Con nhỏ này nó nói gì đâu không à. Lan à, Hùng xin lỗi là không làm sao moi đâu ra địa chỉ để thông báo cho gia đình hay, nên bất đắc dĩ phải nhờ đến báo chí. Chắc giờ phút này người nhà của Lan cũng sắp đến. Anh cứu tôi. Đó chỉ là một tình cờ may mắn. Không may mắn cho ai cả. Tôi muốn chết, nhưng tại sao? Nghĩa là Lan đã tự sát. Nhưng tại sao Lan lại làm như vậy? Anh hỏi đi làm gì? Anh ác lắm. Anh bắt buộc tôi phải kéo dài sự đau khổ. Đừng suy nghĩ nhiều. Lan sống là Hùng mừng rồi. Hùng mong được giúp đỡ Lan, dù là... Không, anh không giúp ích gì được cho tôi giữa lúc này cả. Lan còn khinh bỉ tôi như ngày nào phải không? Nay thì tôi không có hay không còn một quyền gì để khinh thị bất cứ ai. Anh đừng nghĩ như thế. Lan ơi, Lan có biết ngày trước bị gia đình Lan từ khước việc cầu hôn, tôi cảm thấy linh hồn không bên kia. Có lẽ đó cũng là động lực xui tôi quên đời lãng tử bê tha ra đi, kiến tạo công danh ngoài thềm sương bay gió nêm vàng truân trong khối lửa xa trường. Ra đi để thử thách đi càng cường, mượn sóng trùng dương chôn vùi tự ái, mượn tháng năm dài bôi xóa bóng nguy hình Lan. Có lẽ trời không phụ lòng thành nên xui khiến cho chúng mình gặp gỡ, cho duyên hờ nỡ lỡ thuở xưa, giờ đây còn cờ tái hội nối lại khúc phương cầu. Tôi muốn chết, anh bắt buộc tôi kéo dài kiếp sống. Dù anh có thành thật yêu tôi cũng trễ rồi, vì giờ đây tôi đâu còn xứng đáng. Nếu Lan không khinh tôi như thuở trước, tôi sẽ cưới Lan. Tôi sẽ cưới Lan. Anh ơi, cái dĩ vãng bận nhớ dù sao nó cũng vẫn là một bản án. Nó cũng sẵn sàng làm vỡ tan hy vọng khi con người còn gánh nặng tương lai. Với chồng
người vợ có thể quên quá khứ, vì đàn ông họ có quyền cợt đùa với tình ai. Trước khi dừng lại để chọn bạn trăm năm, nhưng riêng họ không thể đánh mất vương trinh trước lễ đồng phòng. Nhưng anh không phải là một người chồng cố chấp, trong khi Lan tự sát vì lỡ mất thời thôn. Đã yêu thì yêu cả trăng đen, phương chi em vốn không phải gái hư hèn. Nhưng trời ơi Hùng, chỉ khổ tâm thôi. Tôi đã nhất định cưới cô rồi. Rồi anh sẽ hối hận gì dĩ vãng? Không, chúng ta chỉ có tương lai mà thôi Lan à. Hùng, khóc nữa đi Lan, khóc nữa đi để xoa bui dị dạng cho ngập tràn hạnh phúc. Trời ơi Lan ơi, con tôi mà. Mà ôi trời ơi, để tôi nói cho bà không phải, làm sao tôi nói. Cái đồ khốn nạn, để tao khóc. Ủa để tôi khóc. Nó dùng tiền bạc nó giết con tôi nè trời ơi. Còn mày, mày là thằng nào? Mày vào đây làm cái gì? Có phải mày là cái thằng phá không? Ba, hả? Anh Hùng là người cứu con thoát chết đó ba. Dạ, dạ cháu cứu. Cứu ai? Cứu, dạ, dạ dạ chào hai bác. Ờ, ủa nó vậy hả? Thôi xin lỗi nghe, xuống con gái coi, đừng giật mình. Nói vậy cháu đây là dạ, dạ hai bác ở chơi, cháu xin phép. Dạ, gì tới giờ nhập trại. Dạ bác ở chơi. Ờ, trời tướng tốt quá ta. Lan, biểu coi. Nói về cái thằng này nó không phải là cái thằng nó phá hoại đời của con đó sao? Vậy thì trời ơi, còn cái thằng nào? Cái thằng nào? Trời ơi, nó phá hoại đời con tôi, nó giết con tôi. Tôi phải đưa nó ra tà. Ủa, ra tòa. Ba, việc đã lỡ rồi, nhục nhã nhiều rồi. Dạ lại cũng do con liều mạng sông này để cho ba má được yên vui, không xấu hổ vì họ hàng, chứ có phải là tại ai đâu. Con à, con có biết từ cái phúc được tin con, đem ban cả cuộc đời trong trăng, ba thấy như mình vừa uống liều. Vật vã cả linh hồn và bức rứt cả lương tâm. Từ bữa con đi nhớ trong trái cả gia đình, giờ lại thêm tin con tự sát, như kẻ mất hồn chờ để chết theo con. Mọi sự đã qua, xin ba má chớ sầu. Con xong bổn phận hiếu để vuông tròn gia đình ta, nay chỉ còn có con quê. Mong vừa tròn ba má gấp lưu tâm, vì con mà tuân phải nào nề thất vọng, rồi ba má lại thất hứa với người. Quệ chỉ biết cơ em thầm yêu tuân mặn nồng. Không, chị đừng lo, đừng nghĩ đến tương lai của em hay của Tuân, vì hiện tại bệnh của chị chưa thuyên giảm. Còn cánh chim xanh bỏ vườn, tình hận bay mất tận phương nào. Còn đâu nữa mà gan tiếng kêu gào,
chị đừng nghĩ quá như vậy. Dù cho đó là một sự thật. Em ơi, cũng bởi vì đó là một sự thật nên chị năn nỉ em. Em hãy nghe lời chị nói đấy, có thể coi như là lời đắng đôi. Chị Lan, Lan, sao con nói quấy quá vậy con? Hả? Đời không đang sống cùng đồng nghĩa với một sinh hoạt đã chết đi rồi. Hoa không nhị chỉ là một thứ hoa tàn, nhưng em không có quyền làm cho chị khổ, và mọi người đều muốn chị được an vui. Biết thế nào mới giữ được hạnh phúc lâu dài, và thế nào sẽ bị người tình khinh bỉ, trót để cho mộng đầu tan vỡ, thì chỉ cam đành với số phận của mình thôi. Ồ, sao mà đông quá vậy nè? Bác sĩ về chết, bệnh nhân chưa được khỏe, xin quý vị hiểu cho. Thôi mình về ông ha, để con Huệ nó có cô y tá đây giúp đỡ con rồi má. Để Huệ đi học đi, về đi em. Thôi má về nghe con. Cô uống tí sữa nhé. Dạ cảm ơn cô, tôi không thấy đói. Cô cho phép tôi nằm một mình yên tĩnh một chút, cô đừng phiền nhé. Không có chi, chào cô. Anh Tuấn, không vào được bây giờ đâu. Ô kìa Huệ, Lan nằm phòng số mấy? Tôi đã nói anh phải đợi vài giờ nữa, tới tối chúng mình trở lại, vì bác sĩ cấm. Trời ơi, vậy là tôi phải làm sao bây giờ? Chỉ còn hơn 30 phút nữa là tôi phải lên đường rồi đó. Hay là... Anh đi đâu mà nửa tiếng nữa phải lên đường chứ? Hôm qua, trước khi chị Lan định tìm cái chết thêm một lần nữa, thì chị ấy có nhắn lại với... giây ngắn ngủi tôi sẽ lên đường xa xứ, không biết lòng đã thứ tha cho người bà phận, hay còn căm hận kẻ trắc nết lang tâm khéo dấu che tội thiếu chung tình. Một chuyến đi như phủi sạch một công trình, mà hai đứa từng chùm đầu toan tính, tưởng chừng như sẽ tác biển dời sông, nhưng bây giờ kể như đã uổng công. Bao năm chăm sóc nâng niu một đóa hoa hàm tiêu, chỉ một chiều lỡ đến để chòm ong lũ buông nó
ai bao. Đành rằng chị Lan mang tội nóng nổi với mọi người, trong đó có anh. Nhưng nghịch cảnh anh thừa biết nó từ đâu ập tới mà. Huệ muốn đổ tội cho tôi đó phải không? Mà cũng có lẽ tôi là duyên cơ, là thủ phạm cũng nên. Tuân, nỗi hận sầu dễ làm cho miệng lưỡi đắng cay. Em chỉ muốn anh xét lại tình huống của người yêu để rộng lòng tha thứ. Vì chân mỹ của tình yêu là sự thứ tha vô lượng, mà kẻ yêu đương coi như một lợi khí để chống giữ thành trì tình ai. Em muốn hành động ngược lại hoài bão của chị Lan, bằng lời kêu gọi đôi bên đừng nghĩ đến hai chữ tuyệt tình. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rời khỏi Sài Gòn này và hấp tấp chọn cho mình một tương lai sáng lạng. Huệ, Huệ nói với Lan giùm tôi lời vĩnh biệt, vĩnh biệt quê nhà và vĩnh biệt tình yêu. Anh Tuân, anh đừng quên em gái của Lan vẫn giữ trọn cảm tình và hình bóng người yêu của chị. Vĩnh biệt Huệ. Không, anh nên nói tạm biệt thôi. Xin, xin từ giả Huệ. Tuân, nhớ gửi thơ cho em nhé. Thượng lộ bình an. Người ta coi hát, người ta cảm động, người ta khóc là phải rồi. Còn mợ, mợ thì sao vừa hát vừa khóc con mình anh vậy? Không biết nè. Thấy con Cẩm Tú nó bị đòn, bị bỏng hoài à. Cháu chịu không có nổi, mới vậy. Nhưng mà sợ má cháu với cô ba nó nghe thấy đó, nên mới lén ra đây khóc thầm cho bớt khổ. Tôi nói không phải nói chứ. Mợ làm dâu mà người ta coi mợ như là con ở không bằng vậy đó. Còn con của mợ nữa, bởi vì nó cũng là cháu nội của mình. Mà tôi không hiểu tại sao mà cái nhà này lại coi như là một thứ trôi sông lạc vợ vậy, không biết nè. Bổn phận làm dâu, nhà không người ăn kẻ ở, thì mình phải lo làm cho chú Tư.
Nhà chồng có thương thì nhờ, bằng không thì cũng cam chịu, chứ đâu có dám than gian. Tôi thấy hoàn cảnh cô mợ mà tôi muốn đứt ruột vậy đó. Lâm khi tôi muốn nói quịch tẹt ra hết, để ít ra cũng cứu vớt được mẹ con. Trời ơi, cháu gian lại chú mà chú Tư. Chú đã hứa thì chú giữ lời giùm. Bấy lâu nay chú tròn tín nghĩa, cháu đòi ơn chú nhiều lắm. Trời ơi, lại hiểu lầm nữa rồi. Thiệt, nó ấm ức cho tôi quá mà. Có ai hiểu được giùm cho tôi nè trời. Tao nói thiệt rồi nghe, tao coi bây cũng như là trời ơi, tôi nói bậy nữa rồi. Xin lỗi mợ nha. Tôi tức quá mà mợ thì trời ơi, khổ quá. Vậy chứ tôi hỏi tại sao mà hồi đó mợ ưng cái thằng mắc dịch. Ủa mợ ưng cậu Hùng chi vậy? Tại vì anh Hùng là ân nhân đã hai lần đem cháu khỏi tay thần chết. Tại vì anh đã tỏ lòng yêu cháu và thề không cần quay lưng nhìn qua dĩ vãng sau hai lượt quyên sinh. Tại vì cháu muốn cứu gỡ danh dự cho gia đình trước miệng lặng lưỡi mũi của xóm giềng khó tin. Tại vì cháu muốn cho một người đừng bình định xót thương cái nhan sắc tầm thường của một loài quá rửa nhuy mà bỏ lỡ công danh. Khi tương lai một đời đang hồi sáng rỡ, bỏ người yêu thời gian không nỡ, cháu phải phụ phàng cho chàng dẫn dối ra đi. Người đó là ai và hiện ở nơi nào? Mở à, mở cứ thật tình cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm coi giúp mở được gì không. Năm nay khi nghe tin cháu có chồng, nghe đâu anh suốt ngoài biệt bóng biệt hình. Tôi nhớ ngày xưa khi đem tiền về nhà mở, tôi đã gặp rồi người ấy phải không? Chuyện ngày qua đã vùi chôn dưới mồ, phương chi ngày nay cháu đã có chồng. Chuyện xưa xin chú hãy chôn kín trong lòng. Thì ra chú đây mà báo hại tôi đợi cả tiếng đồng hồ à. Thưa ba mới về. Dạ tại bà bảo khỏi rước ông để ông đi taxi cho nó hao. Ủa cho nó mau. Còn tôi phải đem xe xách vỏ chợ về cho lẹ lẹ để mợ hai nấu nướng cho kịp đãi. Bà và cô ba còn ghé thăm cô Thúy rồi còn đi dự lễ hải quân gì đó. Đấy, đằng ai mà cá cua gà vịt cả đống vậy? Một mình con hai làm sao lo cho kịp? Dạ con không biết. Dạ nghe nói đâu cậu hai sắp về đây với một người bạn, bà mới đãi đằng thơ tiệc để coi mắt chàng rể tương lai. Tôi là cha trong nhà mà tôi không biết không hay. Hai à, chồng con về con có biết hay là không? Dạ thưa ba, con nào có biết chuyện gì đâu. Mẹ con nó càng ngày càng lỏng nhất là cây con nghi hương. Từ ngày bỏ nghề y tá tới nay đua đòi theo bọn cùng sở với nhau. Bà coi mỗi ngày nó thêm tết tệ mà mẹ nó không biết gì.
dạy con. Phải chi mợ có ba đầu sáu tay và thêm bốn chân mới chạy cho kịp. Thôi, bây giờ thì thêm đỡ hai chân hai tay của chú vô nữa đi, mới nấu kịp cái bữa tiệc bất tử bất từ này. Kẻo con hai nó bị rề bị mắng tội nghiệp đó. Ông không yêu cầu thì tôi cũng tự nguyện xung phong xuống bếp nữa. Em ơi, mợ coi xuống coi sắp xếp chuyện gì trước gì sau. Giờ để tôi đi làm bàn gạn dịch này trước đó đã. Sơ nó si còn mặt mít toàn chơi với ba cái nồi niêu son chảo, son chảo son siêu nồi chén bát đồ. Mợ hai à, thấy cái không khí trong nhà này càng ngày càng thêm ngột ngạt. Cậu hai thì đi, đi hoài đi mãi, còn bà với cô Hương thì như nuốt phải gai, như nhìn phải lửa mỗi khi chạm mặt mợ. Còn ông chủ, ông chủ thì sức khỏe mỗi phút mỗi giảm suy. Tháng ngày gặm nhâm lường tầm, gió vàng đôi mắt xa xăm, tâm thần nửa tỉnh nửa mê, mắt nhỏ lệ miệng lặng câm. Con thông cảm lòng người cố hận, mong cho dĩ vãng được chôn vùi, lấy cay đắng thay ngọt bùi. Cho bên chồng Phật sự yên vui, nên mở mơ đành giả điếc giả đôi. Chỉ dẫn cho cái thằng, ủa mà cậu Hùng, cái bọn trẻ già non lòng nghiệt ngã nhiều càng xót xa thương vợ, sao càng ngày càng nhát nhẽo thờ ơ. Chú Tư ơi, chồng thương vợ nồng hậu bao nhiêu thì cũng chồng chất bấy nhiêu. Hờn dôi lỗi lầm xưa chưa ai hỏi đến, nên lửa hờn ghen mới nhen nhúm vừa căm hờn. Chồng thương vợ trong nỗi đau đớn âm thầm, cổ họng nghẹn ngào không tiếng, buồn gan ý nức nở chẳng rơm. Làm sao chia sẻ nỗi hờn ghen khi thủy chung như ố quen, tình chung thủy cơn đau âm thầm như ngộ độc. Dốc một lòng yêu mà cũng nắng chiều ghen hờn. Tuổi của tôi cũng đang bậc cha mẹ chồng của mợ. Tôi thấy tình cảnh của con dâu nhà này mà tôi cũng xót xa. Người ta nói máu chảy ruột mềm mà qua đây với mẹ con bay. Mở hai đây, tuy là nước lạ người dưng, nhưng bức giấy còn đóng rừng tay, huống hồ gì à? Trời ơi, sao mà có cho tôi quá vậy nè trời. Chú Tư nói gì vậy chú Tư? Tôi nói đây là cái lẽ ở đời, cái tình đồng loại, cái tình tương liên đó mở hai. Trước mắt tôi mở là vợ hiền dấu thảo, quả là con tôi, con của ông chủ tôi, nó chọn vợ chẳng lầm, thì tại sao nó lại thay tâm đổi dạ, quên lời tha thứ, khư khư giữ nếp sống lạnh băng đi cư xử hẹp hòi. Chồng phải lụy vì chồng, dám đâu đêm già bưởi bồng riêng tay. Bây giờ chồng dân chồng hòn,
mai kia hết dân tình nồng hơn xưa. Ê, bà chủ và cô ba về tới kìa. Ý chết, chú Tư ơi, làm ơn hỏi thực đơn bữa nay giùm cháu nha, rồi xuống phụ cháu một tay nha chú Tư. Ừ, hiền chi, để ra tôi. Dạ, dạ mơ hai xin bà ra thực đơn để biết nấu cái gì trước, cái gì sau. Biểu nó lật sách gia chánh ra, lật cái mục cua thì làm cua, mà lật trắng gà thì làm gà. Còn bà với cô ba thì ngồi nhà trên mà chỉ tay năm ngón. Ngon dở chị cũng nhắm mắt phê bình, bắt bẻ đủ điều ác giọng đè chê, đại đọa thắng tay mới thỏa dạ vừa lòng. À, bữa nay ai móc miếng mà thay lời trở giọng, chú là tài xế hay là ông chủ nhà mà bắt bẻ tôi lại lớn tiếng rầy ra, muốn làm tài xế tà tà hay muốn bị gậy ăn xin. Từ lâu rồi tôi muốn lặng thinh giữ gìn lời cam kết, trước là để thỏa lòng người đã chết, sau là cuối đời tàn ta cũng tìm ra ba mớ cho nhàn hạ tâm thân. Và không thể dằn tâm trước lòng khắc nghiệt của bà, nhiều khi tôi phải âm thầm nuốt lệ, tức buồn thổ huyết mà chẳng dám hé môi. Thấy cháu nội bị hành hạ xéo sắc, nhìn con dâu bị đày ai ngập đầu, tôi muốn la thét to lên cho động tới lòng trời, nhưng nói mà còn không dám nói. Rồi bây giờ ai cho phép chú nói những chuyện đó ra đây hả? Bây giờ chú muốn gì? Hả? À, hay là chú muốn nuốt lời cam kết? Dạ, thưa bà. Gì? Lúc nằm nôi, con tôi mồ côi mẹ, khi sinh đẻ thì bà lại sảy thai, thay hoàn cảnh trơ trêu được đôi bên bằng lòng trao đổi, và tôi cũng không chối cãi bao giờ. Hai mươi mấy năm mà xuôi trái lặng lờ, bây giờ ông muốn thọc vào phá đám để gọi là đáp nghĩa đền ơn nó phải không? Tôi muốn sống cho trọn kiếp cô đơn, muốn lì lợm hy sinh cho con mình được sung sướng, để gia đình này được nó mến thương, và cho bà giữ vẹn lòng tin tưởng của chồng con. Bây giờ khui ra, mà khui ra với cái ý đồ gì đây chứ? Phải, tôi khui ra để tôi đòi thêm điều kiện. Điều kiện? Trời ơi, bao nhiêu tiền của bấy nhiêu công lao của tôi trong đó hơn 20 năm nay rồi, mà chú chưa vừa bụng chú hay sao? Dạ, thưa bà. Gì nữa đây? Vừa hay không vừa gì thì tôi cũng đã làm thinh hơn 20 năm nay. Tôi còn muốn làm thinh hoài, làm thinh cho tới chết. Có nhiều đêm tôi nằm, tôi nhắm mắt, tôi tưởng tượng đãi mình là chủ gia, có nhà, có xe, có con đẹp, cháu ngoan dâu thảo. Tôi muốn chôn cả đời mình trong giấc mơ kỳ ảo đó. Nhưng chính bà đã làm cho tôi sực tỉnh, chính bà đã làm cho tôi không có quyền tiếp tục làm tin. Tôi hỏi bà, vậy chứ dâu của tôi lỗi gì mà bị hành bị hạ? Cháu nội tôi tội gì mà bị đánh xuống đánh lên? Tôi chỉ xin bà chấm dứt chuyện kia đi, và coi đó như là điều kiện sau cùng. Bữa nay đòi được điều kiện này, rồi ngày mai chú sẽ đòi yêu sách khác, rồi làm phiền tôi nữa. Nhưng mà thôi, tạm thời tôi ưng thuận, chờ ngày lành tháng tốt chúng ta sẽ xét lại một lần. Dạ, cảm ơn bà.
chú xuống bếp coi tiếp giùm con dâu của chú. Ủa không, con dâu của tôi tay đi, kéo người ta nghi kỵ. Trời ơi, phá nhà hả? Đồ khốn nạn. Ôi dạ, con của bà. Thôi, thôi cô ba. Ở ra là đập à, là đập hết hả? Nhà này bị cái thứ con hồn sống này còn miếng sành miếng chén không hả? Ừ, con nít tay chân níu xỉu xỉu, cô sai nó đi chi cho thêm tai hại vậy? Ăn nhà người ta chú mà chú Binh chứ. Rồi vậy để nó ở không ăn thì được, sai tới thì đập tan nát hết nè. Còn khóc nữa hả mày? Trời ơi mày hay nha mày, mày không có dính líu gì tới gia đình này hết á. Không có ai Binh mày đâu mà làm bộ. Sao không ai Binh? Người sao không dính líu? Chú Binh hả? Đánh nữa nè. Anh đâu bây giờ? Đập đi, đập đi, đập đi. Trời ơi đập đi, đập cho bể đầu cái thứ ác nhân thất đức đó. Tôi nói ai chứ? Tôi nói cái thứ mà mới bằng ngón tay út mà mày đặt chanh chua đó. Thôi con đi ra ngoài sau đi con. Má ơi, má à, khách sắp đến rồi nghe. Má lo đặt bàn, con đi chải tóc nghe má. Trời ơi, cái gì hoài mà biểu tôi câm tôi nín làm sao được nè trời. Cô kiếm ai à? Dạ chị hai cháu. Dạ vợ ông Hùng đó bác. Con ngồi chơi, để tôi đi gọi cho. Con hai, ủa mợ hai bận đem con nhỏ đi băng bó sức dầu. Thiệt, nó quýnh hoài à. Trấu bò giờ chịu không nổi nữa, lựa là con nít. Kiều Huệ, em đi đâu đây? Hèn gì, lâu quá chị không về thăm nhà là phải mà. Thiên hạ người ta đàm tiếu cũng đâu có sai. Làm dâu nhà giàu mà ăn bận như đỏ đỡ. Tôi kìa, đầu cổ chôm bôm, mặt mũi dằn dện nước mắt. Chị hai, tại sao chị cam chịu cảnh phũ phàng như vậy chứ? Anh Hùng thương chị lắm. Chị nói dối. Nếu bữa nay em không tới đây thình lình thì chị còn nói dối với em và ba má tới chừng nào nữa chị ơi? Huệ ơi, chuyện đau buồn của chị, chị sợ nói ra thì em và ba má sẽ buồn lấy. Thà riêng chị chịu đỏ đài cam phân số. Nhưng chị không thể để cho con chị nó lớn lên bằng tuổi hờn và nước mắt. Tình mẹ thiêng liêng chắc chiêu từ cách nâng niu triều mến đến câu đối xử khoan hòa. Đừng gieo rắc thành kiến sâu xa cho tội ngốc ngà. Nó ở đây sống trong hành hạ, khi lớn lên vào đời nó sẽ oán hận mẹ cha. Còn chỉ bám víu làm chi chỗ này, cho dốc ngọc heo mòn hương sắc phôi pha. Giữ thủy chung mà người ta không chung thủy thì tại sao phải hy sinh cho phi tuổi xuân? Anh Hùng không có phản bội chị đâu. Chẳng qua là trong nhà tuy có, chẳng qua chẳng lại gì nữa. Bên chồng chị đã khinh thị con dâu, coi như phường ở đợ. Chị đem con về ở với ba má đi. Chừng nào anh biết thương con thương vợ, anh đến lại ba má rước chị về. Không được đâu em mà. Một khi người con gái đã có chồng rồi thì 12 bến nước đục trong đành cam phận. Tại gia tùng phố xuất gia tùng phu, người xưa đã chọn khuôn vàng thước ngọc cho đàn bà con gái Việt Nam. Chỉ không dám làm khác hơn vì sợ phải gieo tiếng xấu. Mà lo cho chị thì chỉ cảm ơn và vô cùng sung sướng. Cao xanh hương đình mỗi người mỗi ngõ, mẹ con chỉ có sầu có khổ cũng là số phận trời ban. Chị đừng đổ thừa cho số mạng, nghe nó làm sao á. Chị cầm 10.000 này mai mặc cho hai má con, lam lũ như vậy chỉ tổ làm cho bên chồng mang tiếng. Không, chị không lấy đâu, em cất đi đem về cho má. Đó, đó, đó,
đó, vậy là hết chối phải không? Ăn xối ăn bớt tiền trọ để lượn tiền về bển mà. Vậy đó, mẹ hở ra cái thì à, má ơi đồ ăn mắc mỏ, sinh hoạt là đắt đỏ. Bây giờ thì con nào thò tay mặt đặt tay tái á. Bác là người bề trên, phải nhận chân hư thật, phải phát ngôn chừng mực, bằng không... Thôi mà, đầu tôi bạc rồi mà, qua mắt tôi thì sao được, bằng không rồi cô làm gì tôi? Tiền của tôi cho chị tôi, bác đừng có nói bậy, tôi mới nhịn đâu. Không nhịn rồi mày làm gì tao? Làm gì à? Chị dạy em về đi, em về gái, không thì chị cắn lưỡi chị chết tại đây cho em vừa lòng à. Em về đi nè, em về, nói cho ba má biết. Quê, Quê ơi đừng nói em ơi, đừng nói em ơi. Ô, chị đi đâu đi hát cho rầu, xét. Cái gì mà rùm beng cái này vậy má? Chị ba con Cẩm Tú nó muốn ăn thịt tao. Để con dần cho nó một trận cho nó biết tay. Con khốn ở đâu rồi? Về rồi. Ô, sự cái thứ ăn cắp ăn mài đó mà cái miệng sống sớm sống sớm. Con khốn đó nó hỗn láo với má. Bởi có kẻ bắt cầu, có người đốc suối, cũng tại anh hai anh rớt cái thứ à. Ê, chị Thúy đánh kìa má. Nhà có cách, rớt nước uống coi. Đừng có bẹo cái mặt với mèo chứ mà ụt đó. Hãm tài lắm, thấy mình phát ghét à. Cháu, hồi sớm bác với con Hương có ghé bệnh á. Dạ, cháu bận vô Phú Lâm. Chừng về nghe nói lại mới vội vàng tới đây. Hỏi coi Hùng về tới chưa. Mình có qua bệnh kiếm để rủ bồ xuống hải quân đón mừng anh hai. Từ lâu nay ở ngoài quốc lái tàu về Việt Nam. Có cả người bạn vừa mới quen. Biết hai tôi không về kịp để tặng cho Hùng một bó hoa và để cho bộ giới thiệu với mình anh kép mới. Mời cháu uống nước, bác có việc muốn bàn. Nghe nói hồi đoan cháu cũng mến thằng Hùng. Thưa bác, cái người bưng nước vừa rồi đó bác. Có phải nó tên làng thì nó cái con nhỏ ở trong nhà. Dạ thì cái con nhỏ mới bưng trà đó. Cháu nhìn nó cháu thấy quen quen. Thúy quen với chị hai chị Lan đó hả? Con hai ở trong cho nhà này in như là cũng tên Lan nữa. Kìa chúng nó về tới rồi kìa. Kêu ba mày xuống tiếp khách đi. Để má xuống bếp coi. Ba đâu má? Đây anh Tuấn, tân chỉ huy đơn vị con. Còn đây má tôi. Dạ cháu xin ra mắt bác và hai bác mạnh giỏi. Còn đây Hương em gái tôi và cô... Cô Cẩm Thúy, bạn thân của em. Hân hạnh. Xin lỗi, có phải cô đây là cô Sen không ạ? Không, ông lầm rồi. Chắc là người giống người cho nên cháu nhìn lầm. Chứ cô Thúy đây là ái nữ của bà Phú Triết. Dạ. Mà bà Phú Triết là bạn của bác. Dạ. Mà bác cái là... Dạ, cháu biết rồi. Vì ở nhà mạnh khỏe chứ cô Sen. Nghe nói là nhà cửa phố xá cho mướn mấy năm nay chắc khá lắm mà, phải không cô? Cái ông này lạ không? Tôi nói tôi không phải là Sen của ông kia mà. Cô về báo tin với dì sửa soạn ra tòa về cái tội ngụy tạo hồ sơ chiếm đoạt tài sản của tôi đó. Xí, chờ xem, chào à. Chuyện gì lạ vậy anh Tuấn? Xin lỗi Hùng nhé. Và xin lỗi bác và Hương. Giận quá cho nên tôi quên cô ấy là khách của... Ôi, cháu đừng ngại gì hết trơn á. Chuyện gì à, thủng thẳng tính. Hùng à, lên lầu kêu ba về xuống lấy rượu đãi khách đi con. Nói vậy ông Phú Triết là... Ông Phú Triết là cha ruột của cháu. Cô Thúy đó tên thật là Sen, con riêng của dì ghẻ cháu. Vì bà ấy mà ba cháu chết. Cũng vì bà mà cháu tan rã hạnh phúc với mối tình đầu. Một mối tình đầu tan vỡ. Vâng, dù người ấy phản bội, nhưng tôi biết nàng vội vã đi lấy chồng là muốn tôi lập công danh. Nàng đã hy sinh để cho tôi lớn lên với đời. Chồng của nàng là ai tôi cũng không nghe tên biết mặt. Hiện nàng sống thế nào tôi cũng không biết được. Vì thoa ấy vừa hay tin là tôi đã ra đi âm thầm. Nghĩa là tới bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy.
thầm riêng của tôi không lời gì cho ai cả. Chỉ dạng chết lần theo lãng quên, quên lãng lớn theo thời gian. Cứ ngồi mà đếm buồn dĩ dạng thì cuộc đời còn gì là sinh thú. Rồi đây anh sẽ ngồi dậy, đứng dậy và bước thêm một bước nữa. Trên đoạn đường này sẽ có em, có em một bên anh. Chà, mới quen nhau mà coi bộ em thấy tụi nó si nặng rồi đó. Ê, kêu chị hai đem nước đá lên, hoạt động chút coi. Chai rượu này ông già ông giấu kỹ thôi nghe. Chị hai đâu rồi? Nước đá, soda, mau mau lên chứ. Thìa cái tánh rùa bò không bỏ hả? Nè, tôi nhắm thử chút coi. Thượng hảo hạng mà. Số 1. Lẹ lẹ anh bà nội, có mấy thỏi nước đá à? Điêu hạnh nè. Trời đất ơi, làm ăn vậy đó hả? Sao lại đứng như trời trồng ra đó? Lấy khăn lau mau lên, ướt hết quần áo của anh Tuấn rồi. Ủa, sao vậy anh Tuấn? Có bệnh gì không? Sao anh xanh quá vậy? Mồ hôi lắm tắm. Lan, sao em tàn tạ giường này? Hả? Hai người quen nhau à? Người yêu của tôi. Trời ơi, giờ đây ra nông nỗi này sao? Anh Hùng, Lan giúp việc cho gia đình Hùng bao lâu rồi? Vinh biết. Lan, Lan. Hùng, Hùng làm ơn cho tôi biết cảnh ngộ của nàng, của Huệ, của hai bác. Anh hỏi nhiều quá, tôi không đủ sức trả lời. Anh Hùng là ân nhân cứu của ta hai lần thoát chết hồi 7 năm về trước. Cậu Tuấn này phải không? Tôi là Tư Rỗ, tài xế cùng thầu khoáng Dũng nè. Hồi trước có gặp cậu một lần tại nhà ông bà Phán Hội, cậu nhớ không? Ông bà Phán bây giờ ở Sư Nguyệt Ánh á, chứ không có còn ở hẻm Cô Giang nữa. Cậu Tuấn à, ba thằng Hùng tôi đó. À, cấp chỉ huy mới của thằng Hùng đấy ha. Hân hạnh biết biết chào. Rồi còn học ở bên Mỹ á, con Hương nó thơ từ liền liền đó ba thằng Hùng. À, ngồi. À, chúng ta uống một tuần khai vị nha. Dạ, dạ xin lỗi hai bác, vì có việc gấp quá chắc không thể nào ở lại dùng cơm được. Dạ xin bác cho cháu hẹn lại khi khác. Dạ đây là việc ngoài ý muốn của cháu. Dạ chào hai bác. Anh Tuấn, anh Tuấn, coi kìa. Ủa, gì kỳ á? Tôi đang nhậu ở trên lầu á, hết con Hương rồi tới thằng Hùng, hết thằng Hùng rồi tới bà, lôi tôi xuống cho được. Để cho cái ông khách đó, ông bắt tay cái rồi ông nói lia nó lìa gì đó, rồi coi chạy mất. Cái gì lạ vậy? Có gì đâu lạ, mọi việc xảy ra đều do con dâu của ông hết. Con dâu mà ông binh vực hằng ngày hằng bữa đó. Hôm nay thì sự thật đã chán chường rồi. Chán chường gì? Thì ra lâu nay nó lợi dụng thằng Hùng để bám vào gia đình này đục khoét. Đục khoét cái gì? Tiền bạc. Hồi sáng này tôi bắt tại trận nè, nó lừa tiền con em của nó. Cô Thúy cũng biết nó cũng chỉ là một cái con mà bây giờ tình nhân cũ của nó cũng công khai nhận diện nữa. Ôi cha mẹ ơi, vậy mẹ nói ra là ông bào chữa cho nó. Con Cẩm Tú chứ không phải là con của anh Hùng đâu ba. Vậy cho nó là con ai? Có thể là con của tình nhân cũ của chị, cũng có thể là con của cha căn chú kiết nào đây vô tình bỏ rơi bỏ rớt. Thụ thai rồi á, chỉ không phương giải quyết nên mới tìm cái chết để yên thân. Thời mai đâu á, chớp được cái cha Hùng. À phải à, vợ chồng gì mới 8 tháng gối chân là đã nở nhụy khai hoa. Tới ngày nay con mới thấy mình ngu muội, tự buộc mình vào một sợi dây hoa. Sao trước kia cậu bảo cưới vì tình, cậu bất cần dĩ dãn của mợ hai. Anh hai ơi, mẹ con nó giận nhau trốn đi rồi, có lẽ là trốn theo trai. Bảy năm trời muốn đi đâu cũng phải xin phép tôi chứ. Giờ gặp lại tình nhân cũ là xanh chứng. Muốn chứng nữa, muốn chứng tao cho chứng. Kìa Hùng, bình tĩnh nghe bà nói nè. Con lớn rồi, bà để mặt con xử trí bà. Hùng, nghe bà nói nè. Buông ra, Hùng. Thôi thôi thôi. Thôi ông chết ba mày rồi Hùng ơi. Trời ơi, ông. Trời ông, tôi nấm hơ à. Gì vậy? Đàn ông gì mà sửa soạn lâu quá vậy? Thì đúng thẳng như gì dữ vậy? Con Huệ nó nói tôi còn nóng hơn bà nữa kìa. Nhưng tôi cho bà biết dục tóc bất đạt. Bây giờ bà mở tủ bà ôm tiền mà lấy vòng vàng
hột xoàn mà bắt kế vô cho nó sáng rỡ lên. Hễ họ không biết điều á thì mình quăng tiền vào mặt họ, đem con mình về chứ có gì đâu. Vậy á không? Con Huệ đâu? Coi đóng cửa trước cửa sau cho cẩn thận nghe không? Bà má của anh chị xui rước má con cái. Trời ơi Lan, Lan ơi, ba má định đi rước con đi nè. Nghe con Huệ nó nói ba má mới biết rằng con ở bên con buồn tuổi lắm. Phải vậy không con? Được. Nhưng mà tại sao con cho ba má hay? Đời con kể như đã bỏ đi rồi, mai nhờ có anh hùng ra tay cứu giúp, thì dầu trăm đắng ngàn cay con cũng phải làm tròn phân giờ đối với chồng và tròn phận dâu con. Đối với cha mẹ chồng khe cắt, thà riêng một mình mà con khóc, chớ không để lụy phiền đến ba má bên đây. Nay trốn về đây xảy ra, con ơi con làng ba má thật không ngờ đời của con bất hạnh như vậy. Nhưng con trốn đi là một điều bất lời, ở phía bên chồng họ có thể du quan, nhẫn cưới còn đây nhờ ba má đem qua trả lại, và nói là lúc nào con cũng nguyện làm vợ anh. Sao trước đây chị nói không thể rời cái nhà đó được, mà bây giờ lại hấp tấp về đây mà còn kêu ba má phải... Chị mới gặp anh Tuấn. Hả? Anh Tuấn về nước rồi? Gặp ở đâu? Ở nhà chồng chị. Huệ à, chị hỏi thật, em còn trong trắng không? Chị hỏi gì kỳ vậy? Em có biết chị gấp về đây là vì chuyện của em không? Chị muốn nhắc với anh Tuấn những lời chị gửi gắm hồi đó. Nhưng trước tiên là chị muốn biết em có xứng đáng không cái đã. Đừng như chị mà gia đình không hạnh phúc. Chị yên chí, em của chị còn đủ khôn ngoan để gìn giữ cái ngàn vàng. Ô kìa, Huệ, có phải Huệ đây không? Chà, em màu lớn quá ha. Hai bác đâu rồi? Anh Tuấn đã về. Ba má em bận. Kìa, Lan. Lan đã về đây à? Anh ngồi xuống đi. Em cần nói với anh hai việc. Anh còn nhớ những lời của em lúc em nằm trong bệnh viện không? Nhớ rõ lắm. Nhưng anh muốn hiểu rõ về Lan trước đã. Em làm lỗi gì mà người ta hất hủi em như vậy chứ? Từ ngày về làm vợ anh Hùng, em không có lầm lỗi gì hết. Nguyên nhân làm cho em không tìm ra hạnh phúc là cái tiếc trinh mà em đã đánh mất khi tuổi mộng vừa tròn, rồi phải tuổi phải buồn nên sức khỏe dần tàn. Lúc em đã cưu mang, vì thế mà lúc khi hạ sanh con cầm tu ngày nay phải chồng hoài nghi
giúp cho Lan đã khổ lụy thật nhiều, bao nhiêu bất hạnh đỏ đài đè nặng xuống đôi vai. Xin anh đừng sầu hận, cứ xem như vinh điệt từ ngày nào. Thà mình vĩnh biệt kể từ khi em nhắn lời đoán tuyệt, kể từ khi anh lên đường xa xứ. Dù lòng có mang nỗi buồn người yêu vong phụ, nhưng vẫn còn chút niềm vui khi nghĩ rằng Lan đang vui sống bên chồng. Thà rằng từ dạo ấy đến nay biển biệt nhan hồng, chớ gặp lại chi để biết Lan buồn Lan khổ. Lòng bồng nghe sầu như thơ mới chia tay, bây giờ tôi biết phải làm gì đây. Lan là vợ của người bạn cùng đôi ngủ, chẳng lẽ lặng yên để nhìn Lan buồn tủi, còn nói thì nói gì đây trước khi hoàng cánh tay ngang này. Đắng cay trời sáng dành cho số phận, anh cũng đừng buồn đừng lo cho em nữa mà chi. Từ giàu sang từ đổ sang cầu, em đã xem như mình yên phận. Em đã cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ, chịu đựng mọi khổ sầu chua chát đắng cay. Chuyện ngày xưa đã chôn vùi theo năm tháng, xin anh hãy quên đi đừng nhắc lại mà làm gì. Nếu chẳng may chuyện vợ chồng giữa em và anh Hùng có nửa đường đứt đoạn, thì em cũng xin một đời ở vậy nuôi con. Lan. Anh Tuấn, xin anh. Tuấn, thật tao không ngờ mày tán tận lương tâm, làm cái trò vô luân ám muội. Mày định chia chồng vẽ vợ mà không kể gì đến bạn đồng liêu. Vậy chứ tại sao mấy lâu làm vợ của anh Lan nào có lầm lỗi chi đâu mà anh phụ phàng hất hủi đuổi xua. Thôi, mày không có quyền can dự vào việc riêng của nhà tao. Dù tao có đày đọa vợ tao thì đó cũng là quyền tối hậu của tao. Nếu máu trong tim anh khô cạn không biết thương vợ thương con thì cứ việc dứt khoát luôn đi, để cho tôi trọn quyền săn sóc cho Lan. Tao dứt khoát cho mày bằng súng. Anh Hùng. Hùng, con đừng làm bậy, con nghe má nói nè. Con lớn rồi, chuyện gia đình con má để con xử trí. Hùng, con không được làm bậy. Chú có quyền gì mà cản tôi? Có quyền chứ, quyền của một người cha đau khổ trước chuyện gia đình của con mình. Chú nói cái gì? Con, chú Tư đây là... Dạ, là tài xế lâu năm ở trong nhà, là người ấm bồng cậu từ hồi cậu còn chút xíu kìa. Tôi không đành lòng thấy cậu vì hiểu lầm mà làm khổ vợ con, làm khổ ba cậu ở nhà. Cậu có biết là vì cậu mà ông gần điên loạn không? Ba tôi... Ba con bệnh nặng và có lẽ sẽ vào chùa sau khi lành bệnh. Tất cả là tại má hết. Vì muốn cho con cưới vợ khác nên má đã làm cho con nghi kỳ. Chứ thật ra đối với con Lan vẫn giữ tròn đạo vợ.
chỉ vì quá nhiều đau khổ nên mới sanh non tháng non ngày. Mà với con luôn đã làm cho con nghĩ để và nghi ngờ, nên mấy năm nay gia đình con xào xáo mà má vẫn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Nay trước nỗi khổ tâm của ba con và của thôi bà, của bao nhiêu người khác, má đành phải nói ra cho minh bạch để cho con tìm lại hạnh phúc với gia đình. Hai, hai ơi, con cũng đừng giận má nghe con. Dạ, con đâu dám. Má, má nói sự thiệt 72 phần dầu có thằng Tư Rỗ này xin đưa hai tay làm chứng. Lan, tại sao bấy lâu nay em không nói? Biết nói làm sao để cho anh tin mà nói. Lan, em khóc đi. Lần đầu anh nuôi tiếng yêu em cũng đã khóc để giả từ những tuổi buồn dĩ vàng. Vậy thì bây giờ em khóc đi để quên những ngày qua chịu đựng, để anh tự tay lau dòng nước mắt như bôi xóa đi những ai mây mù. Đi nè, nhưng là những dòng lễ vui mừng đã tìm lại được cái hạnh phúc mà em đã khát khao mơ trọn đời. Lan, em vậy là xong xuôi hết rồi. Thôi mình rủ nhau về, kẻo ông ở nhà nóng ruột. Ai à, chắc ba con mừng lắm mà. Ủa, chú Tư, cái chuyện... Dạ vậy tôi cũng vui rồi. Xin bà cho tôi tiếp tục làm thinh cho trọn lời cam kết. Thôi mình đi. Lan, em cũng đi với anh chứ. Dạ. Lan, anh Tuấn, anh xin được chia vui cùng Lan và Hùng. Mong rằng hai người suốt đời hạnh phúc, và xin được xem đó như là hạnh phúc của chính tôi vậy. Anh Tuấn, cảm ơn anh. Vĩnh biệt. Con đò xưa vẫn chờ, mà sao bóng người đâu hững hờ. Nhớ thương chiều nào, nhớ Kim Yến, con dẫn mẹ đi đâu đây? Mẹ con mình qua sông tránh giặc, quân Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể ở lại đi chờ chết. Rồi đây giặc giả sẽ lan tràn khắp nơi, biết đường nào mà tránh. Sống chết là do trời, nhưng nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này, chứ mẹ không muốn bỏ thay nơi đất lạ như...
mẹ lại muốn nhắc đến cha con già em Tiêu Kim Phụng. 17 năm rồi. Vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài 3 tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sao chốt. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buông bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một cái buổi chiều đông, mẹ khóc suốt đêm ngày khi vừa nghe được hung tin nhờ xét đánh đi bên tay. 17 năm trôi qua như giấc mộng, những kẻ ra đi đã chết lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì? Không hiểu sao lòng mẹ vẫn quan mang như họ còn sống ở dương gian, và tâm linh từng phút cứ bảo rằng sẽ có ngày được khi tương phùng. Xin lão bà giữ trọn niềm hy vọng, làm yêu sông tôi vào đông. Kìa, ông là ai? Tôi là thầy thuốc. Ông là người Mông Cổ. Tôi là... Dù ông là gì đi nữa thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ. Tôi biết người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi cũng đang đau xót như tất cả dân Tây Hạ đều đau xót. Ông nói gì? Tôi nói, mà không, hình như đó chỉ là bản tánh tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người cho nên đau xót trước cảnh giết người. Cảm ơn ông, dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi. Cô nương, ông muốn nói gì nữa? Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm câm. Thèm được nghe thêm đoạn cuối chuyện buồn 17 năm về trước, nên lưu liên không cùng lòng, không nỡ dội dời chân. Sao ông có ý muốn kỳ lạ vậy? Chúng tôi sắp sang sông, ông rời khỏi đây gai kẹo, mạng ông khó được sanh tồn. Người Tây Hạ ai cũng nặng thù Mông Cổ, tôi xin đi và ước mong sẽ còn gặp lại. Xin giá biệt. Mẹ, con thấy lão già đó dường như có tâm sự gì muốn nói. Không phải chuyện để mẹ con ta phải bận tâm. Vâng, bây giờ để con đưa mẹ xuống bến tìm thuyền qua sông. Tiêu cô nương, sao giờ này con ở đây không đưa bá mẫu sang sông lánh nạn? Vâng, tôi đang đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng sợ không có thuyền. Cô nương cứ theo đoàn chiến thuyền rút về bên kia sông để bảo toàn lực lượng. Cô nương hãy đi nhanh lên, kẻo trễ. Còn tướng quân? Tôi sẽ ở lại với 200 quân quyết tử. Cổ Thập Xuyên, cô nương đừng quá bận tâm, đời võ tướng treo trên đầu gươm mũi giáo. Được rồi, để tôi đưa mẹ tôi sang sông rồi tôi trở lại. Cô nương, cô nương, đừng có trở lại, nguy hiểm lắm. Quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi đó. Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ. Coi nó lại. Dạ ngươi là Giang phu trưởng A Khất Lữ, kẻ đã theo chân thành các tư hãn chính phạt từ Âu sang Á lực giành bách thắng. Còn nhà ngươi tên gì? Cổ Thập Xuyên. À, thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hạ mà lại tầm thường như thế sao? Có thể, nhưng tầm thường không có nghĩa là cam tâm cúi đầu làm nô lệ. Bây giờ ngươi muốn gì? Đời làm tướng ta không được chết trong danh dự. Ta sẽ bắt nhà ngươi chết trong ô nhục. Khoan,
cha để gã này cho con xử trí. Con định làm gì? Từ ngày rời đồng cỏ theo cha đi chinh phạt, con đã không được hưởng thu đi sao? Con muốn dùng gã làm con mồi. Con của cha nghĩ ra nhiều trò chơi lưu thú thật. Được, cha giao hắn cho con đó. Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Tại chưa tới lúc. Khi nào mới đến lúc? Chừng nào tôi muốn. Bây giờ chắc cô nương muốn. Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa? Dạ chưa. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì? Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không? Không biết. Vậy thì tôi sẽ khóc. Cô nương, tại sao? Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng, dường như là tình yêu giữa hai con người không thù không oán và chiến tranh không can dự gì đến đôi ta. Nhưng dù sao tôi cũng là tôi nhớ và tôi đang cúi đầu xót thương cho muôn dân, cho nước non đang bị người ta xâm lấn. Thì tôi đâu có quyền nghĩ đến điều riêng tư. Sao bỗng nhiên tôi nghe như khác lạ trong lòng, như có một chút gì dương dân, một chút hương yêu đang len len vào tim. Là mộng ảo xa vời như gió thoáng mây trôi. Giữa tiểu thơ và tôi đã tạo thành hố sâu, nhưng chúng mình sẽ lấp ngăn dù khó khăn vẫn không mà sợ. Tôi nguyện cùng mà với ông được kết thân nhau, dù đây chỉ mới một lần mình gặp nhau giữa chiếc đường, nhưng hình như tôi cảm thấy yêu ông. Tôi với tiểu thơ đã rót sinh ra trong trận chiến căm thù, thì chúng ta có bổn phận riêng mình, mỗi người một con đường. Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ san bằng tất cả. Nhưng yêu kẻ thù là phản bội quê hương, hãy giết tôi đi. Tôi không quen tuân lệnh kẻ khác, tôi sẽ tha ông, hãy đi đi. Khoan, hình như tôi chưa được biết tên ông. Cổ Thạch Xuyên, còn cô nương? À, Khắc Thiên Kiều. Cổ Thạch Xuyên, không biết rằng khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ông có còn chút gì vương vấn còn riêng tôi? Thiên Kiều, mai một tôi về tôi sẽ nhớ, nhớ trời Tây Hạ, nhớ người xưa. Chiều loan loan nắng trời Tây Hạ, trận chiến chưa tàn ta đã thua.
là cổ tướng quân đã yêu người Mông Cổ. Kìa Tiêu cô nương, nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cố Thạch Xuyên. Ta cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó. Ta buộc nàng phải trả lời, nếu không ta rạch nát mắt nàng. À khắc Thiên Kiều, Tiêu cô nương với tôi chỉ là người quen biết. Và quen biết một cách rất thân thiện. Thôi các người à, chớ nói thêm. Ta đã hiểu rồi tất cả. Trong tình cảnh này đây, tôi chỉ là bại tướng, đã mất hết uy quyền, đâu còn gì đang nuôi. Rồi đối xử với ông bằng tất cả chân tình. Vậy mà ông lại lọc lừa và đã rẻ khinh tôi. Vì gái Mông Cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng Tây Hạ kết ta thân nhau. A Khắc Thiên Kiều, đừng nói gì nữa hết. Tôi vừa đúng lời đã hứa là giải thoát cho ông. Hãy đi đi Thiên Kiều. Ông nói láo. Tại sao ông không dám nói là ông đã yêu cô ta? Nếu đúng vậy thì sao? Nếu đúng vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua. Cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. Đi, đi hết đi. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Cô thật xin. A Khắc Thiên Kiều, anh chưa xa. Tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi? Họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ? Tôi hết rồi. Chưa xa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tôi phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên để tạo dựng một thiên đường. Một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đó hiểu được gì? Anh đã buồn đã khổ vì ai? Và từ bao lâu rồi? Cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với ngày một người nỗi đau nghe sâu bi yêu. Cùng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa. Vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ. Sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn.
xa, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đao kim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng. Có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước không? Người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn như nào hơn? Gần gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình cấm nín nên tình đành tuyệt vọng. Tóc bay quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bao động tơi bời. Thiên Kiều ơi, chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy? Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói... Chu Sa, mày định nói gì? Dạ con... Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dùng thứ nếu... Nhưng con biết... Thiên Kiều, tại sao con buồn? Dạ, dạ không, con mệt vì phải chống trả với bọn người đến đây giải thoát gã bại tướng Tây Hà. À, vậy con hãy về nghỉ và gọi lão lang y săn sóc cho con. Dân. Thưa cha, con muốn nhắc cha A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hà. Phải, nó là người Tây Hà. Nhưng tại sao mày gửi cho tao nhớ một sự thật sai xuôi? Hình ảnh đứa con yêu, nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều, mà dòng máu chính thống là Mông Cổ, đã bạc mệnh từ lúc lên ba. A Khắc Chu Sa! Dạ! Tại sao mày nhắc thì tao cố tình quên? Nó không hề biết rõ căn nguyên. Con sợ rồi đây nó cũng sẽ tỏ tình. Tại sao? Tại vì con cứ băn khoăn. Đừng sợ, tao vẫn chiều chuộng thương yêu nó như con ruột. Và ngoài cha con ta không còn ai biết được. À, quên nữa, còn lão lang y, con hãy gọi lão đến gặp cha tức khắc. Vâng. Dạ, tương quân gọi lão. À kìa, lang y. À kìa, sao lang y buồn quá vậy? Lại có nước mắt nữa. Chuyện gì đã làm cho lão phải khóc? Vâng, lão khóc vì thấy non sông của mình quằn quại dưới gót dài Mông Cổ. Và lão khóc vì thấy mình phải đứng trong hàng ngũ bọn người xâm lược đang giết hại dân mình. Đã từ lâu lão quên cội quên nguồn, quên tình nghĩa vợ chồng, quên bổn phận làm cha. Lão đã ngậm hờn đắng cay suốt 17 năm qua. Lão sống mà như đã chết rồi, sống trong âm thầm khổ đau. Để đến ngày hôm nay, lão lại theo chân của kẻ thù về đất nước quê hương mình, làm một tên diện chinh. Làm sao khỏi đau đớn để
khóc thương cho số phận của mình. Ta không xâm phạm đến tâm sự riêng tư của lão, nhưng ta muốn nhắc, liệu lão có giữ được trọn điều cam kết với ta không? Tướng quân nghi ngờ lão à? Không, ta chỉ nghĩ vậy. Ơn cứu tử hai cha con và ta có thể giết chết lão để chú nhẹm chuyện này, nhưng ta tin rằng lão không đến nỗi ngu muội quên điều cam kết đó. Không đâu, tướng quân cứ tin nơi lão. A Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết được nó là con của một người dân Tây Hạ có cái tên là Tiêu Kim Phụng. Thôi xin phép tướng quân cho lão lui gót. À, dạ. Chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, Toán Tường Tiểu bắt được một cô gái đẹp, chờ tướng quân quyết định. Dẫn ra đi. Không, không, tôi không có tội gì cả. Ô kìa, một nhan sắc tuyệt trần. Ông đừng làm tôi sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Tài sắc thiếp ta có thừa lịch lãm để nâng niu chiều chuộng khích giai nhân. Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó. Đừng mong đem quy vũ chiếm thành đoạt lũy, mà quý diệt tâm kiên trinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh thành. Ta thà chết với sắc son như trang dũng tướng, liều chết ta với cô thành. Ánh mắt bão cuồng rờn rợn trên da thịt, thứ khao khát thèm thuồng của giả thú cuồng kinh. Lửa đam mê như muốn thiêu cháy tim mi, ta run sợ nhưng thề không khuất phục. Dân Tây Hạ đã mất thành mất đất, nhưng giả sắc son bền vẫn tỏ trường thành. Không ai có thể cưỡng lại ý muốn của dạng phu trưởng A Khắc Lữ. Quân, hãy đưa gia nhân về danh trại, lo trang điểm, chờ ta về để cùng hưởng một đêm vui. Phu ta đa. Có việc gì? Dạ, có kẻ gian thủ lớp Mông Cổ trộn vào doanh trại của ta. Bắt được chưa? Hắn đã bị quân bắn trọng thương nhưng vẫn còn lẩn trốn. Hãy ra ngoài phụ lực với quân canh, đốt đuốc lên dò theo vết máu của hắn. Dừng! Kẻ nào cả gan đột nhập vào đây hay là... Cụ Thạch Xuyên, trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Lan Y, lão Lan Y. Dạ, dạ, có lão tới đây, tiểu thư cần điều gì? Lan Y, làm sao cứu sống người này? Dần dần để lão xem xét vết thương. Tiểu thư, hình như hắn ta là người Tây Hạ. Lão không cần phải bận tâm, lão quên rằng dưới mắt của một lang nghi là chỉ nghĩ có một việc cứu người, cần gì phải bận tâm chúng tộc hay thân thù. Dần, đó là lẽ tự nhiên, nhưng lão sợ. Ta đã ra lệnh thì trách nhiệm về ta, lão chớ băn khoăn mà chỉ cần tuân lệnh. Dần, người ta có sao không mà không cử động? Khi lão đưa ta nhổ mạnh mũi tên ra, vết thương khá sâu nhưng không nguy tính mạng. Lan Y nói sao? Không nguy có nghĩa là cứu được. Dần, nhưng sao Lan Y lại bồn chồn lo lắng? Vì lão có một điều. Thì lão cứ nói đi. Muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một hoàn hồi nguyên lực là xong. Nhưng cần phải có nửa chén máu đào hòa thuốc thì mới có hiệu lực hồi sinh. Vậy thì máu của ta đây, Lan Y hãy cắt tay mà lấy nửa chén máu. Tiểu thư hãy để cho kẻ khác làm việc đó chứ. Không ai có quyền thay ta làm việc đó. Lão nghe rõ chưa? Đưa chén đây. Dân. Trời ơi, những giọt máu đỏ tinh khôi, tay rung rung lão hưng nghẹn ngào, tưởng như lệ mình
đang nhỏ giọt rưng rưng. Tiểu thơ hy sinh nửa chén máu tươi để cứu nguy một người trai xa lạ địch thù. Lão nghẹn ngào rưng rức lệ đau thương, đã đổ máu cho người xin để lão rịch vết thương. Lang y yêu của tiểu thơ mới chính là thứ tình yêu kỳ diệu. Chẳng những nó làm nảy chồi xanh lộc tình yêu mà còn làm ấm tình quê hương nòi giống. Nhưng nó cũng làm đau tình phú tư. Kìa, hồi nguồn lực quả là thần dược. Lăng y hãy về yên nghỉ đi, để một mình ta săn sóc cho chàng. Vâng. Nước, cho tôi miếng nước. Người đã tỉnh, nước đây. Đây là đâu? Kìa, ông làm động vết thương. Ta đã thọ trọng thương và nàng đã hai lần cứu mạng. Vâng, ta đã hai lần giải nợ của nàng. Tại sao nàng không để cho ta được chết? Cụ Thạch Xuyên, ông vô tình lắm. Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dâng đời cho quê hương chủng tộc. Làm sao sống trọn nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình. Ta căng chặt răng cắt lìa đoạn tơ tâm sự cho nhớ dùng tan tành. Hoàn cảnh hôm nay còn biết làm sao khác, xin nàng hãy xem ta như một kẻ không quen. Mai một ngày giữa chiến trận ta sẽ gặp lại nhau, và biết đâu sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu thương tiếc, vuốt mặt cho người tình trên chiến trận. Trời ơi, chúng ta sinh ra chỉ là những con người vô tội, tại sao chiến tranh giết chết mộng yêu đương? Cô Thạch Xuyên, tôi muốn được nghe ông nói một lời rằng ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói vạn lần như thế cũng chỉ là cơn gió thoảng chút nắng hồn trên đỉnh núi mù sương, rồi ngàn mây lớp lớp sẽ văng văng xua cơn nắng nhỏ ngủ triền miên không trở dậy, cũng như ta.
tình yêu của chúng ta bừng lên trong con chốc rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Thiên kiều ơi, dù ta có nói yêu em và dù cho mai mốt này chiến tranh không còn nữa, thì em cũng trở về quê hương Mông Cổ để ta còn lại băn khoăn nhìn theo quốc bóng như ngựa hồng. Ngày trước tôi đâu nghĩ rằng tôi sẽ khổ, nào ngờ buồn bã lắm phải không? Vâng, và bây giờ tôi đã khóc. Buồn mà chi, làm sao với nhớ thương lệ buồn rơi làm môi má phai hồng. Khóc chi hỡi ai, tình xưa như nước trôi qua cầu, tình đã bay xa như vầng mây cuối đời. Một đời sắc xe buồn thôi đành xa cách thêm thù tử. Nửa chung máu hòa thuốc hồi nguồn lực, dòng máu của thiên kiều đã luân lưu trong huyết quản của thạch sinh. Tình đôi ta rồi cũng đành vĩnh biệt, dòng máu này xin trả lại cho ai? Cô thạch xuyên ơi, nợ của ông trót dài xin trọn đời cất giữ, dù nặng dạ yêu thương hay lạnh lùng xa lạ. Xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn ở trong người. Trả máu cho tôi là ông trả cả của cái đời. Nếu như thế thì sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu được ý nghĩa tình yêu. Cho chứ không đòi, dù phải đau xót đến bao nhiêu, ông đừng dội xem tôi như người xa lạ. Đừng dội khinh tôi, dù tôi là người Mông Cổ, đừng ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dây ta phải trả, tôi chưa đòi xong vội trả cho tôi. Đợi chất chồng nhưng ít ra máu của tôi và ông đã chảy chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù nghịch không chút tình gì với kẻ đã yêu ông? Nếu mai này đất nước có bình yên, nàng về với quê hương vàng sa mạc, ta sẽ nhớ mãi một người con gái nhỏ đã dâng trọn tim yêu khi trận chiến chưa tàn. À khách thiên kiều, anh chú Sa, tại sao em che chở kẻ gian, tại sao em phản bội cha anh, phản bội giống nồi Mông Cổ? Tại vì em đã yêu hắn. Dân
Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ âu. Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại khờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi kiếp hồng nhan. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là càng bấy khôn lường. Chỉ trong một phút yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên mười. Tập tành đọc sách đi thánh nhân, em đã lớn lên trong lứa loạn và đã rồi đây anh phải làm kẻ tiễn đưa, đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng heo rũ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ tiễn đưa rồi sẽ thương nhớ ngắm người, sợ mất em, sợ mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ, khi em đã dấn thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại. Em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai rồi đời em sẽ khổ, em sẽ vui lòng chấp nhận cho mình. Thiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh cũng đã tự làm khổ anh khi cố tình dừng lên một thiên đường trong mộng. Nhưng trời ơi, mộng đã bay cao, nhạt nhòa sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây có còn lại gì không, hay sẽ mất đi tất cả những gì anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Anh Chu Sa, nếu thương em, xin bảo vệ tình yêu của em. Không thể được, anh không thể tha cho nó. Ta chưa hề biết cầu xin người Mông Cổ một điều gì, nhà ngươi phải chết. À khắc Chu Sa, nếu giết người ta thì anh giết em đi. Thiên Kiều, em điên rồi.
anh sẽ thưa lại với phụ thân tùy người đến liệu. Anh chưa xa, anh chưa xa. À, Khất Thiên Kiều. Phụ thân. Thì ra chính con đã cứu mạng tên võ tướng Tây Hạ. Có phải lần trước cũng chính con đã giải thoát cho chàng? Thiên Kiều. Phụ thân, cô xin quỳ chiêu tôi. Thiên Kiều, con đừng quên con là người Mông Cổ. Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha? Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao cho một dung dân chiến bại. Thắng bại là lẽ thường của kẻ cầm binh. Nhà ngươi đừng lên giọng miệt khinh. Đừng sức lao ngang tàn mà mi không toàn tánh mạng. Đứng trước chúng tướng đại như mong ngóng cuồng là chuốc họa vào thân. Hãy cúi mặt gục đầu mà xót thương thân phận thấm hiu. May ra ta sẽ thương tình đi mà tha mạng cho người. Ta có thể bất tài, người muốn giết hay tha tùy tiện, nhưng không thể uống lưng để làm nhục quê hương. Khốn nạn! Cha, con cúi dập đầu tha thiết gian cha. Đừng hành hạ nặng nề vì người vừa thoát trong thương. Tội nó lớn bằng trời, giam chống lại đại mông. Ngoài tội chống lại lính trời, nó còn là một tên đạo tặc. Toàn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của già. Nó phải chết tan phi mới với bao nhiêu tội chồng. Đừng hăm dọa thất công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dấu nát tan, ta thề không nhục khí hùng anh. Cô Thạch Xuyên, nàng lo sợ cho ta. Chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vướng lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi. Chút tình buồn hôm nay xin trả cho em trong giây phút sau cùng. Rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên phận. Từ đây mình coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc và đừng thương. Nhà ngươi đừng mong thoát đi được nơi này. Luật chiến trường không thể nào buông tha. Và dung dưỡng kẻ thù để di hòa về sau. Con cúi đầu xin cha tha thứ tội. Con đã yêu và đã nguyện trong lòng. Nếu ai cha nợ sẽ suốt đời khổ đau. Cha chiều thấy ý con lần chót, tạm tha mạng sống cho gã. Con muôn vàng cảm đội ơn cha. Nhưng nó phải theo chân đám tù nô lệ. Còn con, nội nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ. Cha. À, Khắc Chu Sa, hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và lo thu xếp hành trang để sáng mai nó lên đường cho sớm. Đi mau. A Khắc Thiên Kiều. Quân, hãy dẫn Thạch Xuyên vào ngục xiềng chung với đám nô lệ và rạng sáng ngày mai bắt nó làm tên mã phu, đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ? Tại sao?
tại sao nó lại phải vì mông cổ? Ta ở lại một mình, không, không, quê hương của nó ra đây chứ không phải là mông cổ. Tiêu Kim Phụng con, Tiêu Kim Phụng con. Kìa, bà, sao bà lại vào đây? Mà bà vào đây để làm gì? Tôi đi kiếm con tôi. Tiêu Kim Yến, sao không biết con tôi? Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua khắc lự. Trời ơi! Kìa bà, sao bà lại thán thốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui? Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù giống quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương? Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dài dỗ con, khôn ngoan biết chọn một con đường tạo cuộc sống son vàng, xa lánh cảnh lầm than. Phải ông muốn mẹ mai tôi không biết dạy dỗ con mình để cho nó hèn tìm mà kẻ thù mà trao thân. Không, tôi chỉ muốn lời khen bà đã khéo dạy dỗ con bà biết tìm sống cho riêng mình, quên mối thù quê hương. Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hờn dân quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm tình. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó vong tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất khi pháp, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt khinh. Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh? Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc? Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi màu về từ cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn, dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mắt làm tin. Cho nên với bà tôi chỉ cùng một lời khuyên là bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất kêu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình. Tai quả gì tôi sẵn sàng gánh chịu, ông hãy chỉ được cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu,
để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng. Không được. Tại sao? Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi? Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thâm tình. Vội liệm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương theo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn? Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà. Phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mắt mũi nó ra sao? Ông đây mà, con nó ở nơi đâu? Nó béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con. Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con? Tại vì nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý. Thưa tiểu thơ, bà này là... Là ai thì bọn quân canh cũng phải bị trừng phạt vì không cánh phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai toán khác và phạt giam chúng 3 ngày. Tiểu thơ, đây là giả định đi ngay. Xin dân đi bà. Bà này ở lại. Tiểu thơ, bà này là... là một bà điên mà. Định của ta đi. Dân. Tại sao bà lại cười? Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi. Chảy dài trên những vết trùng tan thương. Con tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho đồng. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình? Tiểu thơ đừng vội vã mà kết tội quan.
có mặt trong đoàn quân diễn phá kiều hùng. Không, con gái tôi không là người mắm cô. Nó sắp tớ lòng phản bội, cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trầm. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt đi về dạy lại, nó phải trọn lòng yêu mến đi quê hương. Ta sẽ điều tra lại, nếu đúng như vậy ta sẽ tha cho bà. Quân, đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta. Không, hãy cho tôi gặp con tôi. Hãy cho tôi gặp con tôi. Cả mặt mày. Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ, người hãy đi đi. Tôi không dám cãi lệnh của vạn phu trưởng. Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy cơ kinh. Kìa, cô Thạch Xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi lên người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa người. Đường quán sang gió cuốn bụi mù, tiểu thơ nên thu xếp thành lại nơi này chỉ thêm khổ mà thôi. Tôi được lệnh hầu hạ tiểu thơ và tôi sẽ cố gắng lo tròn bổn phận cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát kiếp tù đầy đau khổ.
trời ơi, không tiếc rồi đây mình có gặp lại nhau không. Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm thôi. Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ, được chiều chuộng nâng niu như nghĩa giờ tình chồng. Cho em được trao anh lời thấm thiết mặn nồng, để nói nhau nghe lời sao vui, gọi là tống biệt một khi lần vui. Bao nhiêu lời em đã nói với anh là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh luôn. Dù mai đây em phải về mong ý cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau. Thiên Kiều, em hãy lên đường về Mông Cổ. Mã Phu, hãy chuẩn bị khởi hành. Không, em không về, em không về Mông Cổ. Nếu em không về, tên Mã Phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô Thanh Xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay thôi. Trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai một đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang và về riêng tặng cho em. Đường quán sáng còn xa xăm dịu vời, mưa chồng chân đang hí rộn bên ngoài. Thạch Xuyên, nhà ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh. Dân. A Khách Thiên Kiều. Anh Chu Sa, em sợ lại nơi đây mãi mãi. Vì? Vì sao? Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi. Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ,
Nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bôi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nuôi ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cầm nín lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? Ai cách chú xa, anh điên rồi phải không? Anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là Khắc Thiên Kiều. Anh chưa sao? Thật gì sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần cuối bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn. Trời ơi, A Khắc Chu Sa, mày là phản bội tao. Cha, có thật gì không cha? Không phải con không là người mang dòng họ A Khắc. Cha muốn xử con như thế nào cũng được, nhưng xin cha xác nhận là con yêu Thiên Kiều, không phạm tội loạn luân. Câm miệng lại, thằng khốn nạn. Đi đi, nếu không tao sẽ giết mày. Cha, đi. Con đi đây, vĩnh biệt. Cha, cô thật. Cha thương con. Cha, con gian cha, con gian cha, hãy cho con biết sự thật. Thiên Kiều, giờ phút này cha cũng không giấu giếm con làm chi nữa. 17 năm trước cha đã cứu giấc con giữa cơn sóng dữ muôn trùng. Trên dòng bão động giữa hoàng hà. Trời ơi, như vậy quá thật rồi. Con là một đứa con rơi, còn cha mẹ ruột của con giờ sống chết đi ra sao? Cha chỉ biết là bão đâm một thuyền buông, cha chỉ kịp cứu con còn bao nhiêu vùi trong lượng sông muôn trùng. Trời ơi, cha mẹ con chết cả rồi, trời con quá bơ vơ. Dù con đã tận tường sự thật, cha vẫn luôn yêu mến ở trong lòng. Cha, xin gian tạ ơn cha. Thôi con hãy vào trong yên nghỉ đi. Cha sẽ truyền lệnh hủy bỏ chuyến về Mông Cổ vì hơn lúc nào hết. Cha cần có con bên mình.
đi đi con. Vâng. Dạ. Việc gì? Chu công tử một mình một ngựa phi về hướng quân Tây Hạ, có lẽ đã lọt vòng dây. Hãy để binh mã theo ta giải cứu cho nó. Đi mau.